Truyện Vạn Cổ Thần Đế, giọng đọc Ngọc Hiếu, đang được phát trên kênh YouTube Trại Cá Bể Màu Fisherter vào lúc 18, 19, 20, 21 giờ mỗi ngày. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe. Tập 31, Một Kiếm Đánh Bại. Chẳng lẽ bản quân chúa còn có thể oan uổng người sao? Lúc ấy thập ca cùng ở hiện trường, hắn cũng nghe được thanh thanh sở sở. Thương thế trên người thập vương tử đã khỏi hẳn, đứng dậy nói. Không sai, lúc ấy hắn ở trước mặt thập tam dương muội khoe khoang kiếm thuật của mình, tự xưng kiếm thuật đệ nhất thiên hạ, thiên tài khác ở trước mặt hắn toàn bộ đều không chịu nổi một kích. Như thế nào, Cửu Dương Tử điện hạ, bây giờ ngươi lại không thừa nhận? Trương Nhật Trần cũng không tranh luận, bởi vì hiện tại dù tranh luận cũng không có tác dụng. Những thiên tài tuấn kiệt kia trên mặt đều cười lạnh nhìn Trương Nhật Trần, những quận chúa và nữ tử quý tộc ở xung quanh cũng cười nhạo, duy chỉ có Trần Thiên Thư nhìn ra một ít mánh khóe, đoán được Trương Nhật Trần đắc tội thập tam quận chúa và thập vương tử, cho nên mới bị thập tam quận chúa và thập vương tử tính toán, muốn mượn tay các thiên tài tuấn kiệt nhục nhã hắn. Chu Nghệ đứng ở trên chiến đài mỉa mai cười nói, Cửu Dương Tử điện hạ, nghe nói kiếm pháp của ngươi đệ nhất thiên hạ, không biết tại hạ có thể lãnh giáo mấy chiêu hay không? Mọi người không khỏi nở nụ cười. Thập tam quận chúa nâng cao lồng ngực, đắc ý nhìn Trương Nhật Trần, giống như đang nói, cái này là kết cục đắc tội bản quận chúa. Bản quận chúa không chỉ muốn giáo huấn ngươi, hơn nữa còn muốn ngươi thân bại danh liệt. Chu Nghệ lần nữa nói, Cửu Dương Tử điện hạ, chẳng lẽ là xem thường tại hạ, ngay cả chỉ giáo mấy chiêu cũng không được sao? Cũng tốt, Chu Huynh đã muốn lĩnh giáo kiếm thuật của tài hạ, vậy tài hạ sẽ cùng Chu Huynh so mấy chiêu. Trong mắt Trương Nhật Trần mang theo vài phần lãnh ý đi lên chiến đài. Vốn Trương Nhật Trần không muốn gây chuyện, cũng không muốn tham gia luận kiếm đại hội, nhưng mọi người lại ép bức hắn. Trương Nhật Trần cũng không phải người sợ phiền phức, đã như vậy hắn tới chiến anh tài thiên hạ thì thế nào? Đi đến dưới chiến đài, mũi chân Trương Nhật Trần điểm một cái, thân thể giống như gió nhẹ bay vào trận pháp, nhẹ nhàng rơi xuống chiến đài. Kỳ thật Chu Nghệ cũng không ngờ Trương Nhật Trần thật dám so kiếm với hắn. Nhìn thấy Trương Nhật Trần leo lên chiến đài, Chu Nghệ nói quy tắc, luận kiếm đại hội so chỉ là kiếm đạo, không thể so tu di, người có nghe hiểu ý tứ của ta không? Rất hiển nhiên Chu Nghệ coi Trương Nhật Trần là trẻ trâu, sợ hắn không biết quy tắc tỉ thí của luận kiếm đại hội. Trương Nhật Trần chỉ từ trong tay áo lấy ra Thiểm Hồn kiếm, rút trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm lộ ra hàn quang, phong vệ trước mắt vững vàng nắm kiếm ở trong tay. Trương Nhật Trần nói, đến cùng có so chiêu hay không? Ánh mắt Chu Nghệ lạnh lẽo, cũng không cùng Trương Nhật Trần nói nhảm, bá rút kiếm ra. Hắn nhanh chóng phóng về phía trước, liên tiếp bước ra 6 bước, mỗi một bước đều dựa theo quy luật huyền diệu nào đó cực kỳ thần kỳ, làm cho người rất khó cân nhắc phương vị xuất kiếm của hắn. Vẹn vẹn chỉ là bộ pháp, Chu Nghệ đã đạt tới trình độ rất cao minh, có thể so với võ giả huyền bản bình thường. Trương Nhật Trần đứng tại nguyên chỗ không chút sức mẻ. Hu, Chu Nghệ nhích qua bên trái đâm ra một kiếm, mặc dù không sử dụng chân khí nhưng trên kiếm phong vẫn xuất hiện 3 đóa kiếm hoa, thì hiện ra kiếm kỹ cực kỳ cao minh. Trong chốc lát, mũi kiếm màu xanh đâm đến trước người Trương Nhật Trần. Trương Nhật Trần cũng xuất kiếm, phát sau mà tới trước. Thời điểm kiếm của Chu Nghệ muốn đâm đến ngực Trương Nhật Trần, kiếm của Trương Nhật Trần đã trước một bước gác trên cổ Chu Nghệ. Chu Nghệ cảm giác yết hầu mát lạnh, giống như bị hàn băng phong bí, cả người hóa đá, động cũng không dám động. Kiếm của hắn cách Trương Nhật Trần còn có 3 thốn, nhưng kiếm của Trương Nhật Trần đã đâm thủng yết hầu của hắn, lưu lại vết máu nhợt nhạt. Chỉ cần hắn còn dám động, kiếm của Trương Nhật Trần có thể đâm thủng cổ họng của hắn. Hai chân Chu Nghệ có chút run rẩy, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nói, luận kiếm đại hội cấm giết chóc. Bá, Trương Nhật Trần nhìn Chu Nghệ, kiếm thu, nói, ngươi thua. Nhìn thấy Trương Nhật Trần thu kiếm, Chu Nghệ mới thở ra một hơi thật dài, cả người giống như hư thoát. Toàn bộ thiên tài tuấn kiệt đều kinh hãi, thiên tài trước đó thua Chu Nghệ kinh hãi nói, chỉ một kiếm đánh bại Chu Nghệ, kiếm thuật của hắn thật lợi hại. Chỉ có người chính thức cùng Chu Nghệ giao thủ mới có thể biết rõ Chu Nghệ lợi hại. Thế nhưng mặc dù Chu Nghệ cực kỳ cường đại, vẫn bị Trương Nhật Trần nhẹ nhõm đánh bại. Thập tam quận chúa cũng lộ ra vài phần kinh ngạc, hung hăng nói, tên hỗn đản này còn có mấy phần bản sự. Thác Bạc Lâm Túc nhìn Trương Nhật Trần đứng ở trên chiến đài, nói, hảo kiếm thuật, kiếm pháp giản dị, kiếm ý cao minh, có thể hóa phồn vi giản, không dư dài dòng chút nào. Ta ngược lại muốn đi so chiêu với hắn. Thác Bạc Lâm Túc, vương tử của Long Xuyên quận quốc, tuổi còn trẻ liền có tu vi địa cực cảnh, cũng vì như thế hắn mới có tư cách ngồi bên cạnh thập tam quận chúa. Thác Bạc Lâm Túc tầm 20 tuổi, làn da màu đồng cổ, thân hình cao lớn uy mãnh, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, trên người mặc đại bào da thú, cho người ta một loại khí tức bá đạo dương cương. Thác Bạc Lâm Túc vừa mới đứng lên, một nam tử mặc áo bào tím đã từ trong đám người đi ra, hóa thành tàn ảnh nhảy lên chiến đài. Nam tử áo bào tím nhìn về phía Thác Bạc Lâm Túc có chút chắp tay, cười nói, Thác Bạc Dương Tử, người này cùng ta có thù giết đệ, có thể tặng hắn cho ta hay không? Thác Bạc Lâm Túc nói, các người đã có cừu oán, về để cho người so kiếm trước,
Nếu ngươi có thể chiến thắng hắn, nói rõ hắn cũng có tư cách để ta ra tay. Tuy Thác Bạc Lâm Túc nói cực kỳ bình tĩnh, nhưng rất nhiều người đều nghe ra cuồng ngạo trong lời nói của hắn. Thiên kiêu như Thác Bạc Lâm Túc, mặc dù cuồng ngạo, đó cũng là một loại mị lực đặc biệt, bởi vì hắn có tư cách cuồng ngạo. Nam tử áo bào tím nhìn Trương Nhược Trần, ánh mắt lộ ra hào quang lạnh lẽo, nói: Trương Nhược Trần, ngươi giết đệ đệ của ta, hôm nay ta sẽ vì đệ đệ của ta báo thù. Trương Nhược Trần nhìn nam tử đối diện, cảm giác có vài phần quen thuộc, nói: Đệ đệ của ngươi là người phương nào? Đệ đệ của ta chính là Hoắc Tinh. Trương Nhược Trần nói: Nguyên lai ngươi là huynh trưởng của Hoắc Tinh Vương tử. Ta gọi Hoắc Minh. Hoắc Minh nhìn Trương Nhược Trần, trầm giọng nói: Luận kiếm đại hội không thể giết chóc, nhưng chúng ta có thể tự sát. Ngươi có dám dùng tính mạng cùng ta đấu kiếm hay không? Nếu ta thắng, ngươi tự sát, bồi tội cho đệ đệ của ta. Nếu ngươi thắng, ta tự sát, bồi tội cho ngươi. Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc đều tới tham gia thịnh hội. Tứ phương quận vương cũng dẫn nhi tử kiệt xuất nhất của mình Hoắc Minh đến, cũng muốn cưới thập tam quận chúa. Cách làm của Hoắc Minh nhìn như rất lỗ mãng, trên thực tế hắn cũng có mưu đồ của mình. Hắn nhìn ra thập tam quận chúa chán ghét Trương Nhật Trần, cho nên mới cùng Trương Nhật Trần dùng mạng đấu kiếm. Thứ nhất, nếu hắn có thể bức tử Trương Nhật Trần, nhất định có thể lấy lòng thập tam quận chúa, để thập tam quận chúa hảo cảm tăng nhiều. Thứ hai, hắn cũng muốn ở trước mặt mọi người biểu hiện ra hắn trọng tình trọng nghĩa, vì giúp đệ đệ báo thù, ngay cả tính mạng của mình cũng có thể không cần. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, hắn biết tu vi võ đạo của Trương Nhật Trần chỉ là huyền cực cảnh trung cực, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Chỉ cần có thể đánh bại Trương Nhật Trần, với hắn mà nói tuyệt đối có trăm lợi mà không có một hại. Hoắc Minh nhìn về phía thập tam quận chúa, trông thấy thập tam quận chúa lộ ra vẻ hứng thú dạt dào. Quả nhiên bị ta đoán trúng, Trương Nhật Trần nhất định là đắc tội thập tam quận chúa, cho nên thập tam quận chúa mới muốn mượn tay ngoại nhân diệt trừ hắn. Chỉ cần ta có thể bức tử Trương Nhật Trần, thập tam quận chúa sẽ lau mắt mà nhìn. Trong lòng Hoắc Minh có chút đắc ý, Trương Nhật Trần lắc đầu nói: Tại sao ta phải dùng tính mạng để cùng ngươi đấu kiếm? Hoắc Minh trầm giọng nói: Ngươi giết đệ đệ của ta, ta vì đệ đệ của ta báo thù, có thể nói là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi không phải tự xưng kiếm pháp đệ nhất thiên hạ, chẳng lẽ còn sợ sao? Trương Nhật Trần nói: Không thể nói lý. Ở Trương Nhật Trần xem ra, dùng tính mạng của mình cùng người khác đấu kiếm là hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Quả thực, ta cầm tính mạng của mình đi đánh bạc. Dù đánh bạc mạng, giá trị mạng của hai người cũng phải bằng nhau mới được. Thế nhưng Trương Nhật Trần cảm thấy mạng của mình quý hơn Hoắc Minh quá nhiều. Trương Nhật Trần quay người đi xuống, cùng người như Hoắc Minh căn bản không có tất yếu gì chưa. Nói sau, vừa rồi cùng Chu Nghệ giao thủ là bị bất đắc dĩ. Hiện tại Trương Nhật Trần dần dần tỉnh táo lại, không muốn làm náo động, chuẩn bị ly khai. Hoắc Minh nhìn bóng lưng của Trương Nhật Trần, sắc mặt trở nên dữ tợn, tuyệt đối không cho phép Trương Nhật Trần nghênh ngang ly khai như vậy. Đã đứng ở trên chiến đài còn muốn chạy trốn, Hoắc Minh giẫm mạnh mặt đất, thân thể bay lên cao 7 mét, hai tay nắm lấy chuôi kiếm, một kiếm từ phía sau lưng bổ xuống. Chỉ bằng lực lượng thân thể, Hoắc Minh có thể nhảy cao lên 7 mét, có thể nói nhục thể của hắn cũng coi là rất cường đại. Mặc dù không phải sử dụng chân khí, uy lực một kiếm này của hắn cũng có thể khai bia liệt thạch. Trương Nhật Trần nghe được sau lưng truyền đến âm thanh xé gió, nhẹ nhàng lắc đầu, dừng bước lại. Như thiểm điện xoay người, bước ra một bước, sau lưng hắn giống như có mắt, đắn đo cực kỳ đúng chỗ, cơ hồ là sát qua thân kiếm của Hoắc Minh. Xuất hiện ở phía sau kiếm, trong ánh mắt hoảng sợ của Hoắc Minh, Trương Nhật Trần huy kiếm trạm tới, bổ vào bụng của hắn. Bành, thân thể Hoắc Minh còn chưa rơi xuống mặt đất, đã bay xa hơn 10 thước, rơi xuống dưới chiến đài. Phù phù, rơi vào trong ao, kích thích mảng lớn bọt nước. Tuy trong bụng đau đớn muốn nức, nhưng Hoắc Minh lại phát hiện thân thể của mình không có bị chém thành hai đoạn, thậm chí ngay cả vết thương cũng không có. Vừa rồi một kiếm kia của Trương Nhật Trần so với đánh bại Chu Nghệ thì càng thêm kinh diễm. Tất cả mọi người rõ ràng trông thấy hắn chém bụng của Hoắc Minh. Hoắc Minh cũng bay ra ngoài, rớt xuống chiến đài. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Hoắc Minh không có bị thương. Thập tam quận chúa nhìn thấy Trương Nhật Trần một kiếm chém bụng của Hoắc Minh, cho rằng Hoắc Minh hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đã chuẩn bị phái người bắt Trương Nhật Trần trị tội hắn. Nhưng khi nàng nhìn thấy Hoắc Minh từ trong ao bò dậy, không khỏi sửng sốt. Sao người không chết? Nàng thấy rất rõ ràng, trên người Hoắc Minh không có mặc áo giáp, chỉ là áo vải bình thường. Kiếm trong tay Trương Nhật Trần cũng không phải kiếm không lưỡi. Đệ tử bán thánh Thanh Sích Bạch giải thích: Giờ rồi hắn không có sử dụng mũi kiếm để chém Hoắc Minh, mà dùng thân kiếm đập bay Hoắc Minh. Chỉ có điều hắn ra tay cực kỳ nhanh, cho nên có rất ít người nhìn rõ ràng. Hoắc Minh ở kiếm pháp còn mạnh hơn một ít võ giả địa cực cảnh, hơn nữa còn ra tay đánh lén, nhưng vẫn bị Cửu Dương Tử một kiếm đánh bại, có chút ý tứ. Ngay cả ta cũng muốn ra tay chiến một trận, môn sinh tả tướng Liễu Tín nói. Đúng lúc này, trên lầu 2 Kim Phượng Uyển, rèm cửa bị một ngọc thủ vén lên, một lá cây bằng ngọc bay lên chiến đài. Trương Nhật Trần chứng kiến lá cây lại nhìn thoáng qua lầu cát, trong lòng của hắn có chút khó hiểu, đây là ý gì? Chứng kiến lá cây trên chiến đài, dưới chiến đài, rất nhiều thiên tài trẻ tuổi đều lộ ra thần sắc hâm mộ ghen ghét.
Trương Nhật Trần nhìn thoáng qua lá cây, nó do Mỹ Ngọc tạo thành, dùng tơ vàng khảm đạm đường vân. Ở biên giới lá cây có khắc một dòng chữ xinh đẹp: Phủ Thượng Thư Ninh Vũ Viện. Có ý tứ gì? Trương Nhật Trần đi tới, đang muốn nhặt lên xem. Đúng lúc này, chiến đài phía dưới truyền đến một thanh âm: Trương huynh, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Một khi nhạc Kim Nguyệt dịp lên là đã đáp ứng cô nương kia tỏ tình, đến lúc đó ngươi nhất định phải cưới nàng. Trương Nhật Trần vừa mới vươn tay ra, vội vàng rụt lại, nhìn về phía dưới. Vừa rồi nhắc nhở hắn là một nam tử cực kỳ tuấn mỹ, giữa mi tâm có một nốt ruồi son nhỏ. Trương Nhật Trần nhớ tên của hắn, gọi là Trần Thiên Thư. Trần Thiên Thư cười nói: Chủ nhân của Kim Ngọc Diệp kia là cháu ruột đời thứ 7 của Ninh Thượng Thư, năm nay 15 tuổi, nghe nói lớn lên cực kỳ xinh đẹp. Nếu ngươi nhặt Kim Ngọc Diệp, sau này chính là con rể của Thượng Thư, không chỉ được Thượng Thư ủng hộ, còn có thể ôm mỹ nhân. Đây chính là chuyện tốt người khác trông mong cũng không được. Thập Tam Quận Chúa chỉ có một vị, muốn lấy nàng khó như lên trời. Nhưng vì sao những thiên tài tuấn kiệt kia như trước từ Thiên Nam Địa Bắc chạy đến? Kỳ thật là bởi vì ở trên Luận Kiếm Đại Hội, chỉ cần biểu hiện ưu tú, dù không thể cưới được Thập Tam Quận Chúa cũng có thể được quận chúa hoặc thiên kim quý tộc khác ưu ái. Có thể nói tổ chức Luận Kiếm Đại Hội là vì Thiên Thủy Quận Quốc lựa chọn nhân tài. Trương Nhật Trần cười khổ nhìn về phía lầu 2 của Kim Phượng Uyển, lờ mờ chứng kiến một bóng người mảnh khảnh ngượng ngùng đứng ở sau rèm. Nàng có chút khẩn trương, cũng không biết Trương Nhật Trần có thể nhặt Kim Ngọc Diệp lên hay không. Giờ phút này Hoàng Yên Trần đứng ở lầu 3 Kim Phượng Uyển, cách một tầng sa mỏng, lạnh lùng nhìn Trương Nhật Trần, ánh mắt kia giống như đang đói. Dâm tặc, nếu ngươi dám nhặt, ta chặt tay ngươi, không thèm để ý tới ngươi. Trương Nhật Trần cuối cùng không có nhặt lên Kim Ngọc Diệp, đi xuống chiến đài. Hắn vốn không phải đến làm náo động, bị buộc bắt đắc chỉ nên mới lên chiến đài. Hiện tại hắn quyết định ly khai, không muốn ở thêm nữa. Đúng lúc này Thác Bạch Lâm Túc đứng dậy, hai tay triển khai bay vọt lên chiến đài, ngăn đường đi của Trương Nhật Trần, nói: Kiếm pháp của ngươi rất cao minh, nhưng cũng có chỗ thiếu hụt, linh động 10 phần lại thiếu vài phần dương cương bá khí. Thác Bạch Lâm Túc có thể cùng Tôn Quý Hải, Liễu Tín, Thanh Sích Bạch bình khởi bình tọa, tự nhiên cũng là thiên kiêu cao nhất. Thời điểm chưa đột phá địa cực cảnh, hắn cũng là tồn tại trước 20 của huyền bảng. Đối với kiếm pháp, hắn có lý giải độc đáo. Hắn tu luyện là kiếm đạo đương cương, bá đạo, dũng mãnh. Trương Nhật Trần dừng bước lại, cười nói: Kiếm pháp cao minh như thế nào cũng có chỗ thiếu hụt. Thế gian vốn không có gì thập toàn thập mỹ. Thác Bạc Lâm Túc thấy Trương Nhật Trần tự hồ không muốn cùng hắn so kiếm, vì vậy dùng ngôn ngữ kích thích: Nếu ta muốn thắng ngươi, chỉ cần 10 chiêu. Trương Nhật Trần biết Thác Bạc Lâm Túc cố ý buộc hắn, chán đáng đói: Nhất định phải chiến sao? Thác Bạc Lâm Túc lấy ra một thanh trọng kiếm màu đen, kiếm dài 7 thước, thân kiếm rộng chừng một gang tay, mặc dù không có kích hoạt minh văn cũng đạt 240 cân. Thác Bạc Lâm Túc nhẹ nhàng vuốt ve trọng kiếm, ánh mắt lộ ra thần sắc yêu thích, nói: Kiếm này tên Đảo Sơn, chân dụ bảo khí cấp 7, trong thân kiếm tổng cộng khắc 42 đạo lực hệ minh văn, kích hoạt toàn bộ kiếm có thể đạt tới 4,440 cân. Là thanh kiếm ta yêu thích nhất, nếu người có thể đánh bại ta, ta sẽ tặng đó cho ngươi. Khi nắm Đạo Sơn kiếm, khi thế trên người Thác Bạc Lâm Túc biến đổi, giống như hóa thành núi lớn cao không thể chạm. Ở trên người hắn hoàn toàn tìm không ra một tia sơ hở. Trương Nhật Trần cảm nhận được Thác Bạc Lâm Túc biến hóa, trong nội tâm cũng sinh ra chiến ý, huyết dịch trong cơ thể sôi trào lên, rốt cuộc gặp được một cao thủ kiếm đạo chính thức. Trương Nhật Trần nói: Ta gọi Trương Nhật Trần, còn ngươi? Thác Bạc Lâm Túc, trong nội tâm Thác Bạc Lâm Túc minh bạch, Trương Nhật Trần đã đáp ứng so kiếm với hắn. Hai người cách xa nhau chỉ 5 bước, đồng thời tay đè chui kiếm, tiến vào trạng thái tốt nhất. Bọn hắn không có động thủ trước, mà lặng lặng quan sát đối phương, tìm kiếm sơ hở. Dưới đài, mọi người đều nghị luận lên: Thác Bạc Dương Tử là đệ nhất cao thủ của Long Xuyên Quận Quốc, nghe nói ở trong thế hệ trẻ tuổi không người ngăn được một chiêu, hắn lại tự mình giao thủ với cuồng đồ của Dân Vũ Quận Quốc, thật cho đủ mặt mũi. Một thiếu niên nói: Cuồng đồ kia hoàn toàn chính xác có bản lĩnh thật sự, liên tiếp đánh bại Chu Nghệ và Hoắc Minh, bằng không thì hắn cũng không xứng giao thủ với Thác Bạc Dương Tử. Các người không nghe Thác Bạc Dương Tử nói sao? Thác Bạc Dương Tử ở trong 10 chiêu có thể đánh bại hắn. Ta xem căn bản là không cần 10 chiêu, tối đa chỉ cần 3 chiêu. Kiếm pháp của Thác Bạc Lâm Túc chí cường chí dương, muốn ngăn trở một chiêu của hắn cũng rất khó. Quả nhiên là cao thủ, lại hoàn toàn không có sơ hở. Đã không có sơ hở, ta sẽ bức người lộ ra sơ hở. Trong mắt Thác Bạc Lâm Túc đột nhiên bắn ra hai ánh sao chói mắt, cốt cách và cơ bắp trong cơ thể vận động, phát ra âm thanh đi đùng. Thác Bạc Lâm Túc không có thi triển bất lộ bộ pháp gì, đi nhanh về phía Trương Nhật Trần, nhìn như đi rất chậm, thế nhưng trong chớp mắt hắn đã đi đến trước mặt Trương Nhật Trần. Soạt, Đạo Sư kiếm đạt 240 cân, giống như một tấm ván cửa vỗ về phía Trương Nhật Trần. Không có sử dụng bất luận chân khí gì, thế nhưng trên kiếm phong lại xuất hiện ánh lửa giống như biến thành hỏa kiếm. Một kiếm nhìn như cực kỳ đơn giản, Trương Nhật Trần lại phát hiện mình căn bản không cách nào tránh đi. Trương Nhật Trần ổn định hạ bàn, sử dụng xảo lực
cánh tay run run, thiểm hồn kiếm giống như linh xà xuyên qua, đẩy lực lượng trên cự kiếm đến một phương hướng khác. Ánh mắt của Thác Bạc Lâm Túc lộ ra hào quang khác thường, cười to nói: "Tốt!" Bá, tốc độ phản ứng của Thác Bạc Lâm Túc rất nhanh, lập tức bổ xuống một kiếm, kiếm pháp đại khai đại hợp, không dư dài dòng chút nào. Bành, hai người liều mạng một kích, Trương Nhược Trần bị lực lượng cường đại chấn cánh tay rung lên, thân thể bay ngược ra ngoài, rơi xuống biên giới chiến đài. Mặc dù nói luận kiếm đại hội là so tạo nghệ kiếm pháp, không thể sử dụng chân khí, nhưng võ giả tu vi cường đại, lực lượng thân thể cũng sẽ mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn võ giả cảnh giới thấp, tự nhiên càng chiếm ưu thế. Trương Nhật Trần nhìn thấy một kiếm trong tay, phát hiện trên kiếm phong xuất hiện một lỗ hổng thật nhỏ. Đạo sơ kiếm trong tay Thác Bạc Lâm Túc là chân vũ bảo khí cấp 7, vô luận là tài liệu luyện khí hay trình độ sắc bén đều không phải chân vũ bảo khí cấp 4 có thể so sánh. Thác Bạc Lâm Túc tự hồ cũng nhìn không ra, công bình nói: "Ta lựa chọn đổi kiếm." "Không cần." Trương Nhật Trần dẫn bộ pháp ngự phong phi long ảnh, nháy mắt vọt tới trước mặt Thác Bạc Lâm Túc. "Ngươi cũng tiếp ta một chiêu." "Thật nhanh." Thác Bạc Lâm Túc chỉ cảm thấy hoa mắt, một bóng kiếm đã bổ tới đỉnh đầu của hắn, bị kiếm phong trùng kích, cảm giác đau đớn từ trên đầu truyền đến. "Đâm!" Thân thể Thác Bạc Lâm Túc lùi về phía sau, hai tay ôm kiếm, xuyên không đâm một cái, thân thể Trương Nhật Trần uốn éo, tránh thoát mũi kiếm, rơi xuống sau lưng Thác Bạc Lâm Túc, kêu lên: "Thiên tâm chỉ lộ!" Thiểm hồn kiếm từ dưới mà lên, kéo lên một vết kiếm thẳng tắp, chém về phía sau lưng Thác Bạc Lâm Túc. Thác Bạc Lâm Túc cũng không quay người, trường kiếm đâm về phía sau, tựa như một thiết thuẫn, chặn đứng kiếm chiêu của Trương Nhật Trần. Xoẹt xoẹt, hai kiếm va chạm kịch liệt, tản mát ra từng tia hỏa tinh. "Nhất kiếm phá quân sát!" Thác Bạc Lâm Túc đột nhiên quay người, hai chân trảm xuống, một kiếm chém ngang ra. Một kiếm này thuộc về kiếm chiêu linh cấp trung phẩm. Thác Bạc Lâm Túc đã trải qua lớn nhỏ mấy chục chiến dịch, giết địch mấy ngàn mới luyện thành một kiếm này. Kiếm pháp vừa ra, có khí thế hoàn tảo thiên quân. Giờ phút này hai người gần trong gang tấc, đối mặt một kiếm tất sát của Thác Bạc Lâm Túc, Trương Nhật Trần không thể không đón đỡ. Cái này là chỗ lợi hại của Thác Bạc Lâm Túc. Hắn biết kiếm pháp của Trương Nhật Trần linh xảo tinh diệu, cho nên tuyệt đối không cho Trương Nhật Trần cơ hội trốn tránh. Bức Trương Nhật Trần chính diện va chạm. Ba, hai kiếm tấn công, phát ra tiếng vỡ vụn chói tai. Thiểm hồn kiếm trong tay Trương Nhật Trần bị chém đứt, mũi kiếm bay ra ngoài. Vốn là trường kiếm 3 thước 4 thốn biến thành một thanh đoạn kiếm 2 thước rưỡi, nhưng Trương Nhật Trần không có vì vậy mà kinh hoảng, như trước trấn định tự nhiên, mũi chân điểm một cái, thân thể hăng hái lùi về phía sau. Hiểm lại càng hiểm, né qua kiếm chiêu của Thác Bạc Lâm Túc. "Tốt, Thác Bạc Dương Tử, không hổ là đệ nhất cao thủ của Long Xuyên Quần Quốc, kiếm pháp lợi hại, chỉ 8 chiêu đã chặt đứt kiếm của cuồng đồ kia, còn xưng kiếm pháp đệ nhất thiên hạ, ở trước mặt Thác Bạc Dương Tử, quả thật không chịu nổi một kích." Ánh mắt của Thác Bạc Lâm Túc phát lạnh, trừng hai người kia, nói: "Hắn không có bại, chỉ là kiếm của hắn phẩm cấp quá thấp, cho nên mới gãy. Trương Nhật Trần, ta có thể cho ngươi mượn một thanh kiếm, chúng ta tiếp tục chiến hết trận này." Trương Nhật Trần lắc đầu, nói: "Ai nói đoạn kiếm thì nhất định không thể dùng. Thác Bạc Vương Tử, chúng ta còn không có phân ra thắng bại. Thông qua giao thủ vừa rồi, ta đã nhìn ra sơ hở trong kiếm pháp của ngươi. Kiếm pháp của ngươi đương cương, dùng mãnh vô địch, nhưng lại rất khó liên tục. Ngươi mỗi dùng kiếm đều chỉ dùng một chiêu, căn bản không có kiếm chiêu tiếp sau. Kiếm pháp như vậy nhìn như dũng mãnh, khí thế 10 phần, nhưng một khi ta bắt được khoảng cách giữa hai chiêu kiếm pháp, chính là thời điểm ngươi bị thua." Thần sắc của Thác Bạc Lâm Túc không thay đổi, nói: "Ý của ngươi là ngươi chỉ cần 2 chiêu là có thể đánh bại được ta?" Trương Nhật Trần nói: "Không kém bao nhiêu đâu." "Ngay cả kiếm cũng bị chém đứt còn dám nói mạnh miệng, thật sự là không biết xấu hổ." Thập Tam Quận Chúa chu miệng nói, ánh mắt của Thác Bạc Lâm Túc trở nên nghiêm túc, cực kỳ nghiêm trọng, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, nói: "Nhất kiếm đoạn sơn hà." Xoẹt xoẹt, trên kiếm phong xuất hiện ánh lửa, giống như sóng lửa bao phủ về phía Trương Nhật Trần. Hai chân Trương Nhật Trần đạp đất bắn lên, giẫm xuống kiếm của Thác Bạc Lâm Túc, giẫm trọng kiếm có chút trầm xuống. Cùng lúc đó, đoạn kiếm trong tay Trương Nhật Trần quăng ra ngoài, đánh về phía Thác Bạc Lâm Túc. Bành, Thác Bạc Lâm Túc biến chiêu rất nhanh, huy kiếm chém tới, đánh bay đoạn kiếm. Hắn vừa mới định vung trường kiếm đi công kích Trương Nhật Trần, đột nhiên một cổ kình phong bổ tới. Trương Nhật Trần lấy tay làm kiếm, bổ vào cổ của Thác Bạc Lâm Túc, bành, trực tiếp đánh Thác Bạc Lâm Túc ngã trên mặt đất. Ầm ầm, thân hình khôi ngô của Thác Bạc Lâm Túc té trên mặt đất. Nếu không phải Trương Nhật Trần hạ thủ lưu tình, vừa rồi một kích kia có thể đánh gãy cổ của hắn. Trương Nhật Trần nhặt đoạn kiếm lên, nói: "Có đôi khi kiếm chưa hẳn phải nắm ở trong tay, có đôi khi chưa hẳn chỉ có kiếm trong tay mới là kiếm." "Lợi hại!" Thác Bạc Lâm Túc vuốt vuốt cái cổ đau buốt, cảm giác đầu ngây ngất, nhưng vẫn cố đứng lên, đưa đảo sơn kiếm cho Trương Nhật Trần, nói: "Ta thua rồi, tuần thủ ước định, tặng đảo sơn kiếm cho ngươi." Trương Nhật Trần cười nói: "Quân tử không đoạt thứ yêu thích của người." Tuy Thác Bạc Lâm Túc cũng không nỡ giao đảo sơn kiếm, lại càng không muốn làm một người thất tín, kiên trì nói:
Nếu ngươi không nhận đảo Sơn Kiếm, sau này chẳng phải tất cả mọi người sẽ nói Thác Bạc Lâm chúng ta là tiểu nhân lật lọng. Tính cách của hắn giống như kiếm pháp của hắn, cực kỳ cương trực. Được rồi, ta nhận lấy. Trương Nhật Trần trầm tư một lát, tiếp nhận đảo Sơn Kiếm, sau đó lại đưa cho Thác Bạc Lâm Túc, nói: hiện tại ta tặng đó cho ngươi. Thác Bạc Lâm Túc nao nao, lộ ra mỉm cười, thu lại đảo Sơn Kiếm, nói: Trương Nhật Trần, đà tạ ngươi tặng kiếm. Ngươi yên tâm, Thác Bạc Lâm Túc ta nhất định sẽ trả ngươi một thanh kiếm khác. Thác Bạc Lâm Túc đi xuống chiến đài, lầu hai Kim Phượng Nguyễn lại có rất nhiều thiên kim quý tộc ném kim ngọc diệp xuống. Nhìn kỹ, lại có hơn 10 phiến kim ngọc diệp. Hữu tướng phủ, Trác Yên Vũ, đại tướng quân phủ, Tư Không Nhân Di, phủ thái sư, Triệu Toàn. Nhìn kim ngọc diệp như mưa rơi xuống, những thiên tài trẻ tuổi kia đều ghen ghét nổi giận. Sớm biết như vậy, trước đó Trương Nhật Trần muốn đi, nên để hắn ly khai. Hiện tại ngược lại tốt, hắn liên tiếp đánh bại ba đại cao thủ, ngay cả Thác Bạc Lâm Túc cũng thua trong tay hắn, đã nhận được vô số thiên kim quý tộc ưu ái. Hắn chỉ cần tùy tiện nhặt lên một kim ngọc diệp, sau này có thể đạt được một thế lực khổng lồ ủng hộ. Loại cơ hội này cũng không phải ai cũng có. Đáng giận, người này thật lợi hại. Thập Tam quận chúa cảm giác có chút tính sai. Vạn nhất hắn đoạt được quán quân của luận kiếm đại hội thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải gả cho hắn? Liễu Tín đứng ở bên cạnh, nhìn ra Thập Tam quận chúa bất mãn với Trương Nhật Trần, cười nói: quận chúa điện hạ, tại hạ nguyện ý ra tay đánh bại hắn. Không biết quận chúa điện hạ còn có yêu cầu khác hay không? Ví dụ như đoạn hắn một chân, hoặc phế tu vi của hắn. Liễu Tín chính là môn sinh của hữu tướng, đã được mệnh lệnh của hữu tướng, nhất định phải thắng luận kiếm đại hội, cưới Thập Tam quận chúa. Thập Tam quận chúa nhìn Liễu Tín, lộ ra sắc mặt vui mừng, nói: ngược không cần đoạn chân, phế tu vi của hắn, chỉ cần ngươi có thể hung hăng dụng giả tên hỗn đản kia, bản quận chúa nhất định trọng thưởng. Tại hạ nhất định không để cho quận chúa thất vọng. Ánh mắt Liễu Tín nhìn về phía Trương Nhược Trần, trong mắt hơi híp, lộ ra sắc ý. Liễu Tín thì triển ra một loại võ kỹ thân pháp, vận chuyển chân khí trong cơ thể, thân thể giống như một phát đạn pháo vọt lên hơn 50 mét. Liễu Tín rơi xuống trên chiến đài, dưới chân phát ra một tiếng vang thật lớn, chấn chiến đài rung động, làn sóng chân khí lan tràn ra bốn phương tám hướng. Liễu Tín có chút chắp tay, cười nói: tại hạ Liễu Tín, bái kiến cao thủ kiếm pháp đệ nhất thiên hạ. Không biết cao thủ kiếm pháp đệ nhất thiên hạ có thể cùng tại hạ so kiếm một chút hay không? Trương Nhật Trần tự nhiên nghe ra châm chọc trong lời nói của Liễu Tín. Thật xin lỗi, ta không phải cao thủ đệ nhất thiên hạ, người tìm lộ người. Nói xong, Trương Nhật Trần bay xuống chiến đài, mũi chân điểm bạc hồ, giống như chuồn chuồn lướt nước, bay bỗng hạ xuống bên cạnh bờ. Trương Nhật Trần căn bản không có ý định thắng quán quân ở luận kiếm đại hội, càng không muốn cưới Thập Tam quận chúa. Hiện tại hắn ý định ly khai, không muốn làm náo động nữa. Liễu Tín thấy Trương Nhật Trần sai người rời đi, căn bản không có ý tứ giao thủ với hắn, trong nội tâm giận dữ, ánh mắt lạnh lùng nói: Trương Nhật Trần, người đánh bại Thác Bạc Lâm Túc chỉ là may mắn, người biết mình không có khả năng một mực thắng xuống, sợ chiến bại cho nên muốn đào tẩu đúng không? Thắng bại là chuyện thường, vì sao ta phải sợ? Ta chỉ là mặc kệ những kẻ vô lý mà thôi. Trương Nhật Trần nói, trong nội tâm Liễu Tín càng thêm tức giận, nói: người nói ai vô lý? Người tự xưng kiếm pháp đệ nhất thiên hạ, ta chỉ khiêm tốn lãnh giáo mấy chiêu, cái này cũng gọi là vô lý sao? Rốt cuộc là ai vô lý? Luận kiếm đại hội này thật làm cho Trương Nhật Trần thất vọng, không muốn ở lâu thêm nữa. Hoặc mình trước đó thua trong tay Trương Nhật Trần, đã hận Trương Nhật Trần thấu xương, nhìn thấy Trương Nhật Trần muốn rời khỏi, lập tức ngăn cản. Trương Nhật Trần, nếu người lưu lại chiến với Liễu Tín một trận, ta có thể cầu phụ Dương Thu Binh, không công phá Dương Vũ quận quốc. Hoắc Minh nói. Mới vừa rồi Hoắc Minh bị Trương Nhật Trần đánh xuống chiến đài, giống như chó rơi xuống nước, cho nên vẫn muốn tìm cơ hội trả thù Trương Nhật Trần. Hiện tại có thể mượn tay Liễu Tín hung hăng giáo huấn đối phương, cơ hội như vậy tự nhiên không thể buông tha. Trương Nhật Trần nói: người nói thật. Hoắc Minh hừ lạnh nói: ta chính là một dương tử của một quốc gia, chẳng lẽ còn lừa ngươi? Ở đây tụ tập mấy chục quận quốc, nếu Hoắc Minh dám lật lọng, nhất định sẽ bị người trong thiên hạ chê cười. Sở dĩ Trương Nhật Trần tới tham gia luận kiếm đại hội, kỳ thực là đến cầu viện quân, ngăn cản Vân Vũ quận quốc sắp phát sinh tai nạn. Nếu Tứ Phương quận quốc chịu chủ động lui binh, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Trương Nhật Trần nói: được rồi, đã như vậy ta đáp ứng ngươi. Khóe miệng Hoắc Minh nhếch lên, lộ ra dáng tươi cười âm tàn, nhìn Liễu Tín trên chiến đài, chắp tay nói: Liễu công tử, cao thủ kiếm pháp đệ nhất thiên hạ Trương Nhật Trần đã đáp ứng so kiếm với ngươi. Đa tạ Hoắc Minh dương tử khuyên bảo, bằng không hôm nay Liễu mỗ không thể lãnh hội kiếm kỹ vô thượng của cao thủ kiếm pháp đệ nhất thiên hạ rồi. Liễu Tín cũng mỉm cười. Trương Nhật Trần mặc kệ hai người bọn họ kẻ sướng người họa, lần nữa leo lên chiến đài, nói: Hoắc Minh, nhớ kỹ ước định giữa chúng ta. Hoắc Minh nói: yên tâm, chỉ cần ngươi leo lên chiến đài, dù luận thắng hay thua, ta cũng khuyên phụ Dương lui binh. Đột nhiên
Trương Nhật Trần ý thức được lỗ thủng trong lời nói của Hắc Minh. Hắn nói là khuyên phụ vương lui binh, như vậy tứ phương quận vương hoàn toàn có thể không nghe khuyến cáo của hắn, như trước dẫn đại quân công kích Vân Vũ quận quốc. Hoắc Minh Dương tử này nhìn như ngu xuẩn, trên thực tế lại cực kỳ âm hiểm, tâm cơ rất sâu. Trong lòng Trương Nhật Trần thầm nghĩ, tuy nghe ra bẫy rập trong lời nói của Hoắc Minh vương tử, nhưng hiện tại Trương Nhật Trần đã leo lên chiến đài, nếu lúc này lui xuống ngược lại sẽ bị người chê cười. Trương Nhật Trần, nếu người đánh bại Liễu Tín, Thác Bạc Lâm Túc ta nhất định dẫn đại quân của Long Xuyên quận quốc diện trợ Dân Vũ quận quốc. Thác Bạc Lâm Túc dùng ánh mắt xem thường nhìn Hoắc Minh. Đa tạ Thác Bạc vương tử, Trương Nhật Trần nói. Liễu Tín đứng ở trung ương chiến đài, kiếm ôm trong tay, nhìn Trương Nhật Trần đứng ở đối diện, nói: kiếm kỹ chính thức cần sử dụng chân khí mới có thể phát huy hoàn mỹ, người có dám cùng ta chính thức chiến một trận hay không? Người có ý gì? Trương Nhật Trần nói. Liễu Tín tràn đầy tự tin, nói: tu vi của ta đạt tới địa cực cảnh hậu kỳ, tu vi của ngươi chỉ mới huyền cực cảnh trung cực, ta có thể áp chế cảnh giới huyền cực cảnh trung cực, cùng ngươi đồng cảnh giới chiến một trận, không biết ngươi có dám hay không? Trải qua ba trận chiến phía trước, Liễu Tín nhìn ra kiếm pháp của Trương Nhật Trần cực cao, coi như là hắn cũng không có 10 phần nắm chắc đánh bại Trương Nhật Trần, cho nên hắn mới đưa ra ý kiến muốn đồng cảnh giới cùng Trương Nhật Trần chiến một trận, như vậy cơ hội của hắn đánh bại Trương Nhật Trần sẽ càng lớn. Trương Nhật Trần nghe rõ ý của hắn, cười nói: người cảm thấy không sử dụng chân khí thể hiện không ra thực lực chân chính của mình. Không sai, Liễu Tín nói. Trương Nhật Trần lắc đầu, nói: nếu người thực cùng ta đồng cảnh giới chiến một trận, chỉ sợ ngay cả một chiêu cũng tiếp không được, người cần phải suy nghĩ cho kỹ. Ở cùng cảnh giới, Trương Nhật Trần ngay cả Lạc Hư cũng có thể đánh bại, huống chi là Liễu Tín. Liễu Tín chỉ cảm thấy Trương Nhật Trần đang nhục nhã hắn, hừ lạnh nói: hừ, quả nhiên đủ cuồng vọng. Nếu người thật có thể ra một chiêu đánh bại ta, ta sẽ chặt tay cầm kiếm. Nếu người thật muốn chặt tay, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản, Trương Nhật Trần nói. Liễu Tín nhìn đoạn kiếm trong tay Trương Nhật Trần, nói: ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi trước đổi một thanh kiếm đi. Muốn thắng ngươi không cần đổi kiếm, Trương Nhật Trần nói. Cuồng vọng. Liễu Tín áp chế tu vi tới huyền cực cảnh trung cực, chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, rót chân khí vào trường kiếm. Ba bá, Liễu Tín chân đạp bộ pháp thì triển ra một loại võ kỹ tốc độ lên cấp hạ phẩm, tốc độ nhanh kinh người, hiện ra năm bảo ảnh, đồng thời huy kiếm chém về phía Trương Nhật Trần. Tuy áp chế cảnh giới tới huyền cực cảnh trung cực, thế nhưng Liễu Tín dù sao cũng là địa cực cảnh, tu luyện võ kỹ hết sức lợi hại. Hơn nữa tạo nghệ kiếm pháp của hắn hoàn toàn chính xác rất cao, đã đạt tới cảnh giới kiếm tùy theo tâm cao cấp. Kiếm pháp đơn thuần, Liễu Tín còn cao hơn Thác Bạc Lâm Túc một ít. Trương Nhật Trần nhìn năm nhân ảnh đập tới trước mặt vẫn không nhúc nhích, ngược lại nhắm hai mắt lại. Hừ, Trương Nhật Trần bước ra một bước, tránh ra một nhân ảnh công kích. Sau đó lại lướt ngang hai bước, tránh thoát bóng người thứ hai công kích. Ngay sau đó hắn lui về phía sau một bước, tránh thoát kiếm của thân ảnh thứ ba. Cuối cùng hắn đi qua phải một bước, tránh thoát công kích của thân ảnh thứ tư. Ở dưới đài nhìn lên, năm thân ảnh của Liễu Tín cấp tốc vung trảm, mỗi một chiêu đều tinh diệu tuyệt luân. Trương Nhật Trần thì có tới 9 nhân ảnh, căn bản không có xuất kiếm, thậm chí không có mở mắt, là có thể né tránh toàn bộ công kích của Liễu Tín. Trên chiến đài, hơn 10 nhân ảnh di động rất nhanh, rất khó phân rõ đâu là chân thân của Liễu Tín, đâu là chân thân của Trương Nhật Trần. Ngay cả thập tam quận chúa trước sau cao ngạo tự phụ như một cũng nhìn trợn mắt há hốc mồm trong nội tâm khiếp sợ. Đệ tử bán thánh Thanh Sích Bạch nhẹ nhàng lắc đầu nói: Liễu Tín sai không hợp thói thường, hắn cho rằng có thể ở cùng cảnh giới đánh bại Trương Nhật Trần, thế nhưng ở cùng cảnh giới thực lực của Trương Nhật Trần cường đại hơn hắn quá nhiều, đánh bại hắn giống như giết chết một con kiến. Thập tam quận chúa có chút không tin nói: thời điểm Liễu Tín chưa đột phá địa cực cảnh là cao thủ thứ 18 của huyền bản, ở cùng cảnh giới sao có thể thua hỗn đảng kia nhiều như vậy? Tôn Quy Hải cười nói: quận chúa điện hạ có chỗ không biết, Trương Nhật Trần là tân sinh thứ nhất của Vũ Thị học cung, nghe nói tên thực lực đạt tới cấp 29, ở trong lịch sử toàn bộ Côn Luân giới là thiên tài tên thực lực bài danh top 10. Nghe Tôn Quy Hải nói, thập tam quận chúa triệt để ngơ ngẩn. Thanh Sích Bạch nói: tuy Trương Nhật Trần không phải cao thủ kiếm pháp đệ nhất thiên hạ, nhưng ở cùng cảnh giới chỉ sợ thực không có mấy người có thể thắng được hắn. Thập tam quận chúa có chút sốt ruột, vẻ mặt cầu xin nói: vậy làm sao bây giờ? Nếu hắn thắng quán quân của luận kiếm đại hội, ta chẳng phải gả cho hắn sao? Ta mới không gả cho hắn đâu. Tôn Quy Hải cười nói: quận chúa điện hạ không cần lo lắng, Thanh Huynh là đệ tử bán thánh, nghe nói đã tu luyện kiếm ý tới cảnh giới kiếm tùy theo tâm đỉnh phong. Nếu Thanh Huynh ra tay đánh bại Trương Nhật Trần, tuyệt đối không phải gì khó. Thanh Sinh Bạch cười nói: thời điểm ta ở huyền cực cảnh trung cực, cảnh giới kiếm ý cũng mới đạt tới kiếm tùy theo tâm cao cấp, ở trên tốc độ cũng kém xa Trương Nhật Trần, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn.
Nếu hiện tại ta áp chế cảnh giới đến huyền cực cảnh trung cực cùng hắn chiến một trận, tuy có thể đánh bại hắn nhưng lại thắng không rõ. Bây giờ Thanh Sích Bạch là địa cực cảnh trung kỳ, dù áp chế cảnh giới đến huyền cực cảnh trung cực nhưng có nhiều thứ vẫn không cách nào cải biến. Ví dụ như cảnh giới kiếm đạo của hắn, lại như hắn đã mở ra khí hải, số lượng chân khí trong khí hải vượt xa khí hồ vạn lần. Hắn áp chế cảnh giới đến huyền cực cảnh trung cực căn bản là không cần lo lắng chân khí tiêu hao. Mặt khác, thể chất của võ giả địa cực cảnh cũng cường đại hơn võ giả huyền cực cảnh, cho nên dù Thanh Sích Bạch áp chế tu vi đến huyền cực cảnh trung cực cũng sẽ chiếm ưu thế to lớn. Tuy Liễu Tín cũng là địa cực cảnh, thế nhưng tạo nghệ kiếm pháp của hắn căn bản không cách nào so sánh với Thanh Sích Bạch. Thập Tam quận chúa nói: Thanh Sích Bạch, bản quận chúa lệnh ngươi phải đánh bại đồ nhà quê dân vũ quận quốc kia. Nếu ngươi không giúp ta, ta sẽ gả tới địa phương vắng vẻ như dân vũ quận quốc. Nếu lựa chọn giữa Thanh Sích Bạch và Trương Nhược Trần, Thập Tam quận chúa đương nhiên là lựa chọn Thanh Sích Bạch. Thanh Sích Bạch khẽ cười khổ, có chút bất đắc dĩ nói: Nếu Liễu Tín thật thất bại, tại hạ nguyện ý ra tay chiến một trận với Trương Nhược Trần. Thanh Sích Bạch cũng nhìn ra Trương Nhược Trần là một đối thủ mạnh mẽ, dù hắn có rất nhiều ưu thế nhưng muốn thắng Trương Nhược Trần như trước không phải chuyện dễ dàng. Cùng hắn chiến một trận, nói không chừng có thể làm cho tạo nghệ kiếm pháp của ta nâng cao một bước. Thanh Sích Bạch nhìn chiến đài, phát hiện Liễu Tín ngay cả góc áo của Trương Nhược Trần cũng không chạm được, hoàn toàn bị Trương Nhược Trần áp chế. Hắn đích thực là một cao thủ kiếm pháp. Trong nội tâm, Thanh Sích Bạch càng thêm kiên định tín niệm cùng Trương Nhược Trần chiến một trận. Bạch, Trương Nhược Trần rốt cuộc mở mắt, một kiếm đâm vào bụng Liễu Tín. Lực lượng cường đại từ trong kiếm truyền ra, đánh Liễu Tín bay ra ngoài, rơi xuống chiến đài. Bởi vì đoạn kiếm không có mũi kiếm, cho nên Liễu Tín không có thụ thương quá nặng, chỉ chật vật mà thôi. Nếu thua trong tay Thanh Sích Bạch, Liễu Tín không có bất kỳ câu oán hận, nhưng thua trong tay một vương tử quận quốc hạ đẳng, với hắn mà nói, tuyệt đối là một đả kích trầm trọng, so với giết hắn càng thêm khó chịu. Hai mắt Liễu Tín có chút ngốc trệ, trong miệng không ngừng thì thầm: Hắn sử dụng chỉ là đoạn kiếm, ta làm sao sẽ bại? Sao lại bại? Tất cả mọi người nhìn rõ ràng, Liễu Tín từ đầu đến cuối không có động được thân thể của Trương Nhật Trần. Nếu Trương Nhật Trần muốn đánh bại hắn, đoán chừng chỉ cần một chiêu. Liễu Tín xám xịt trốn vào trong đám người, rất sợ bị Trương Nhật Trần trông thấy, buộc hắn chặt tay. Nếu hắn thật chặt tay của mình, như vậy sẽ ảnh hưởng tu luyện sau này. Trương Nhật Trần tự nhiên thấy Liễu Tín trốn ở trong đám người, nhẹ nhàng lắc đầu, không muốn bức bách hắn. Dù sao, hắn cũng là môn sinh của tả tướng. Nếu Trương Nhật Trần buộc hắn chặt tay, vậy thì khác nào đánh mặt tả tướng. Tả tướng nhất định sẽ trả thù. Đối với Vân Vũ quận quốc mà nói, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Dù sao trải qua chuyện ngày hôm nay, Liễu Tín sẽ biến thành trò cười của Thuyên Thủy quận quốc. Trương Nhật Trần chẳng muốn đi lửa cháy đổ thêm dầu. Hiện tại toàn bộ luận kiếm đại hội không có người nào dám cười nhạo Trương Nhật Trần. Dù hắn thật tự xưng mình là cao thủ kiếm pháp đệ nhất thiên hạ, mọi người cũng sẽ không cảm thấy buồn cười, chỉ cảm thấy hắn là một người cực kỳ tự tin, có tiền vốn cuồng ngạo. Hoặc mình cũng hoàn toàn ngây người nhìn Trương Nhật Trần đứng ở bên trên chiến đài, cảm giác như bị Trương Nhật Trần hung hăng tát một cái. Ao ao, những thiên kim quý tộc ở trên lầu 2 Kim Phượng Nguyễn lại ném ra một đống kim ngọc diệp bay là tả rơi xuống chiến đài. Thậm chí ngay cả lầu 3 Kim Phượng Nguyễn cũng ném ra hai mảnh kim ngọc diệp. Phải biết trên lầu 3 đều là quận chúa của Thiên Thủy quận quốc, rõ ràng có hai vị quận chúa tỏ tình với Trương Nhật Trần. Cùng lúc đó, trong phi thiên cát giấu ở trên hư không cũng vang lên tiếng cười của Thiên Thủy quận vương: Ninh thượng thư, Trương Nhật Trần này quả nhiên là thiếu niên ganh kiệt, sử dụng đoạn kiếm cũng có thể chiến thắng Thác Bạc Lâm Túc và Liễu Tín. Ninh Thượng Thư cười nói: Trương Nhật Trần này đích thực rất xuất chúng, nhưng hắn so sánh với Đại Dương lúc tuổi còn trẻ vẫn kém một chút. Vì thần nhớ rõ, năm đó Đại Dương ở Đông Hải Thánh Thành, một người một kiếm bại tận thiên tài các quốc gia, loại phong thái đó đến đây cũng không ai bằng. Nghe Ninh Thượng Thư định đoạt, tâm tình của Thiên Thủy quận vương thật tốt, nghĩ tới thời điểm mình trẻ tuổi, cười lớn nói: Ninh Thượng Thư, ngươi đừng quên, Trương Nhật Trần sử dụng là đoạn kiếm, dùng đoạn kiếm cũng có thể lợi hại như thế, năm đó Bổn Dương không bằng hắn. Thập đại quyền thần ở đây đều là lão hồ ly, đã nghe ra một ít đồ vật khác. Xem ra đại vương đã động lòng yêu tài, chuẩn bị chiêu Trương Nhật Trần làm rể. Ninh Thượng Thư tự nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Thiên Thủy quận vương, trong lòng thầm nghĩ: Xem ra Đại Dương rất coi trọng Trương Nhật Trần, sau này Trương Nhật Trần tiền đồ vô lượng, ta nhất định phải cùng dân vũ quận quốc kéo quan hệ càng gần thêm nữa. Bên tứ phương quận quốc kia cũng phải gõ một chút. Đại tướng quân Công Tôn Lâm cười nói: Hôm nay Trương Nhật Trần ở trên luận kiếm đại hội dùng đoạn kiếm chiến quần anh, đánh bại các thiên kiêu, không lâu về sau nhất định danh truyền các nước. Tả tướng nói: Trương Nhật Trần có thể danh truyền các nước hay không còn kém một trận chiến cuối cùng. Nếu hắn thua Thanh Sích Bạch, như vậy hắn thắng được tất cả vinh quang toàn bộ để chuyển dời đến trên người Thanh Sích Bạch. Nên Thượng Thư khẽ nhíu mày nói: Thanh Sích Bạch là đệ tử bán thánh,
Hơn nữa Tu Di đạt tới địa cực cảnh trung kỳ, cảnh giới kiếm ý đạt tới kiếm tùy theo tâm đỉnh phong, có thể nói đệ nhất thiên kiêu trăm năm qua của Thiên Thủy Quận Quốc. Trương Nhược Trần thua trong tay hắn cũng không phải sự tình bất mặt gì. Một vị quyền thân khác nói, thời điểm Thanh Sinh Bạch ở huyền cực cảnh trung cực có lẽ còn thua Trương Nhược Trần, nhưng hiện tại dù hắn áp chế cảnh giới huyền cực cảnh trung cực cũng mạnh hơn Trương Nhược Trần nhiều. Hai người chiến một trận vốn là không công bình. Thanh Sinh Bạch tức thắng. Nếu Thanh Sinh Bạch áp chế Tu Di đến huyền cực cảnh tiêu cực, có lẽ là thế lực ngang nhau. Bất quá như vậy, đối với Thanh Sinh Bạch cũng có chút không công bình. Dù sao, với tư cách đệ tử ban thánh, hắn cũng không muốn bại, càng không thể bại. Chỉ cần Trương Nhật Trần ở trong tay Thanh Sinh Bạch kiên trì 10 chiêu, thiên hạ hôm nay tức có một chỗ cắm dụ của hắn. Mọi người ở trong Kim Phượng Uyển lại không biết, những đại nhân vật của Thiên Thủy Quận Quốc đã chú ý tới thiên tài trẻ tuổi của các quốc gia. Đối với những đại nhân vật này mà nói, mỗi một thiên tài đỉnh tiêm tương lai đều có thể trở thành bá chủ của một phương. Hiện tại sớm lôi kéo bọn chúng tự nhiên là không có chỗ xấu. Trương Nhật Trần đứng ở trên chiến đài cũng không có vội vã rời đi, bởi vì hắn biết rõ hiện tại dù hắn muốn đi cũng sẽ có người đi ra ngăn hắn. Không đánh bại hắn, không có khả năng để hắn ly khai. Đã như vậy, vậy thì đánh bại toàn bộ người có ý kiến, đánh phục toàn bộ người không phục, đến lúc đó tự nhiên là có thể thông dong ly khai. Ai còn muốn so kiếm với ta? Trương Nhật Trần cầm đoạn kiếm, ánh mắt nhìn xung quanh. Nhìn thấy ánh mắt của Trương Nhật Trần, mọi người nhao nhao cúi đầu. Ta đến. Thanh Sinh Bạch đứng dậy, cởi ngoại bào trên người, lộ ra bào xanh sạch sẽ, cầm một thanh trường kiếm màu xanh, đi về phía chiến đài. Chân khí ở dưới chân hắn bắt đầu khởi động, ngưng tụ thành khí vân. Hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân sẽ xuất hiện một mảnh chân khí vân, nâng thân thể của hắn, đưa hắn lên chiến đài. Chứng kiến Thanh Sinh Bạch thi triển thân pháp, trong đám người truyền ra tiếng thét kinh hãi. Chẳng lẽ cái này là võ kỹ thân pháp nhất bộ đăng nhân trong truyền thuyết? Có lẽ chính là loại võ kỹ này, nghe nói là võ kỹ thân pháp linh cấp thượng phẩm, đoán chừng Thanh Sinh Bạch đã sắp tu luyện tới đại thành. Thanh Sinh Bạch rốt cuộc muốn xuất thủ, hắn đại biểu là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất của Thiên Thủy Quận Quốc chúng ta. Hắn đã ra tay, có lẽ có thể nhẹ nhõm đánh bại cựu dương tử của Dương Vũ Quận Quốc. Thanh Sinh Bạch rơi xuống chiến đài, lộ ra cực kỳ tiêu sái, nhìn Trương Nhật Trần cười nói. Tại hạ Thanh Sinh Bạch vốn không muốn ra tay ở luận kiếm đại hội, nhưng nhìn thấy cựu dương tử kiếm pháp tinh diệu, trong nội tâm bội phục, cũng muốn cùng các hạ luận bàn một phen. Người đã liền chiến 4 trận, chân khí nhất định tiêu hao rất nhiều, người nghỉ ngơi trước nửa canh giờ, chúng ta lại tái chiến. Trương Nhật Trần biết Thanh Sinh Bạch là một đối thủ mạnh mẽ, cũng không cuồng vọng cho rằng mình nhất định có thể chiến thắng hắn. Trương Nhật Trần nhẹ gật đầu, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục chân khí tiêu hao. Đại khái một phút đồng hồ sau, Trương Nhật Trần khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, đứng dậy nhìn Thanh Sinh Bạch nói: "Ngươi định tỉ thí như thế nào?" Thanh Sinh Bạch nói: "Cảnh giới kiếm ý của ta đạt đến kiếm tùy theo tâm đỉnh phong, nếu chúng ta chỉ so kiếm chiêu, đối với ngươi mà nói tuyệt đối là bất lợi, cho nên chúng ta dựa theo quy củ trước đó, áp chế Tu Di đối hiện cực cảnh trung cực, chúng ta ở cùng cảnh giới chiến một trận." Trương Nhật Trần nói: "Tốt, ta không có ý kiến." Giờ phút này, Tôn Quy Hải ngồi ở bên cạnh Thập Tam Quận Chúa đứng dậy cười nói: "Ta có một đề nghị, không biết mọi người có nguyện ý nghe một chút hay không?" Thanh Sinh Bạch nhìn thoáng qua Tôn Quy Hải cười nói: "Tôn huynh có đề nghị gì, cứ nói đừng ngại." Tôn Quy Hải nói: "Chiến đài chỉ dài rộng 9 mét, đối với huyện cực cảnh trung cực mà nói là quá nhỏ. Hai vị đều là cao thủ kiếm đạo, hai người các ngươi chiến một trận nhất định vô cùng đặc sắc, vì sao không mở rộng chiến trường đến toàn bộ Kim Phượng Uyển, chẳng phải càng lợi cho các ngươi phát huy kiếm kỹ?" Thập Tam Quận Chúa biết tâm pháp của Thanh Sinh Bạch hết sức lợi hại, khẳng định chiếm cứ ưu thế, vì vậy lập tức đồng ý nói: "Tuần công tử nói không sai, chiến đài quá nhỏ, trận chiến đài của các ngươi lấy Kim Phượng Uyển làm chiến trường, không cần cực hạn ở trên chiến đài." Thanh Sinh Bạch nhìn về phía Trương Nhật Trần: "Cửu Dương Tử, người cảm thấy sao?" Trương Nhật Trần nói: "Tất cả mọi người đã quyết định như vậy, ta tự nhiên không có gì nghị." Thanh Sinh Bạch nhìn đoạn kiếm trong tay Trương Nhật Trần nói: "Cửu Dương Tử, người đổi kiếm đi." Trương Nhật Trần mỉm cười nói: "Dùng kiếm của mình đã quen, nếu tạm thời đổi kiếm ngược lại không cách nào phát huy ra thực lực chân chính." "Đã như vậy, vậy cứ như thế." Thanh Sinh Bạch lộ ra tiêu sái thong dong, cánh tay vừa nhấc, trường kiếm kéo một đường cong, một tay nắm chuôi kiếm, một tay nắm mũi kiếm, chân khí theo đầu ngón tay tuôn ra, ngón tay giống như bịt kín một tầng ánh sáng màu xanh. 3. Trường kiếm trong vụ bảo khí ở cấp 4, ở dưới chân khí của Thanh Sinh Bạch bị cưỡng ép bẻ gãy, biến thành một thanh đoạn kiếm. Thanh Sinh Bạch vung tay lên, vứt mũi kiếm ra ngoài, rơi xuống trong hồ nước. Tất cả mọi người dùng ánh mắt bội phục nhìn Thanh Sinh Bạch, cảm thấy hắn quang minh lỗi lạc. Chỉ có Trương Nhật Trần rõ ràng
Kỳ thực trước khi Thanh Sích Bạch leo lên chiến đài đã làm tốt chuẩn bị đoạn kiếm, cho nên mới lấy chân vụ bảo khí cấp 4 leo lên chiến đài. Nếu hắn sử dụng một thanh kiếm hoàn hảo không tổn hao gì, dù đánh bại Trương Nhật Trần, mọi người cũng sẽ không thừa nhận thực lực của hắn. Ngược lại, nếu hắn muốn chủ động bẻ gãy trường kiếm, lại đánh bại Trương Nhật Trần, không chỉ là thắng Trương Nhật Trần, còn thắng được thanh danh. Đối với một thiên tài mà nói, thanh danh rất trọng yếu. Trương Nhật Trần thanh trừ tạp niệm trong đầu, ánh mắt nhìn Thanh Sích Bạch, cả người giống như cùng không gian xung quanh tách ra, tiến vào một loại cảnh giới không minh. Hết tập 31. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe.